Xin mến chào cả nhà nha. Ngày hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5, em có lên lại cây tứ quý hôm bữa. Cây tứ quý này hôm bữa cái tràng nó bự quá, để nó xấu quá. Ngày hôm nay em lên lại nha bà con. Một cây mai tứ quý tàn cổ rất là bự nha mọi người. Đường kính của nó hiện tại bây giờ cao tầm 2,5 m, bề ngang của nó hiện tại cắt ngắn lại còn 2 m nha mọi người. Nồi đế nằm luôn, cốt cành đóng tự nhiên nha. Giờ em sẽ đo thông số lại và em sẽ cho mọi người coi cái cốt cành và đế nó sao nha. Tại cái thời gian giờ đứng ngoài, giờ ngoài này giờ thì chịu hết nổi rồi bà con. Nắng quá trời nó nắng rồi. Dạm đó đây, vị trí này nó được 50 nha mọi người. Eo nhỏ nhất 50 nha. Ngang cổ đế đây là nó được đúng tròn 60. Còn cái củ đế của nó nằm đây, củ đế nằm đây thì em đo nó được 90 nha mọi người. Đúng 90, nó còn xuống khoảng chừng một tấc nữa. Còn vành đế của nó hiện tại bây giờ, mọi người thông cảm cho em ha, đang đứng ngoài nắng. Nồi đế của nó được 1,5 m nha mọi người. Rồi quay vòng tròn đi bạn ơi. Tạm đứng ngoài nắng thì cho anh em quay hơi khó. Đó, một cây mai tứ quý tàn cổ, cốt cành đóng tự nhiên. Cây mai mai này nhìn ở ngoài rất là khủng nha mọi người. Rất là khủng nha. Đó, nồi đế tròn quay bốn mặt luôn nha. Em sẽ đo cái này cho mọi người xem nè. Cái cành 1. Vị trí cành 1 ở đây là 26 nha mọi người. 26, một thân một cốt, giót đọt nha. Cây mai này độ tuổi của nó thì rất là già, tại vì tứ quý mà cái đường thân nó nè, da của nó giờ nứt hết trơn là mọi người biết là cái độ tuổi nó rất là già mọi người. Em độ cây này chắc khoảng chừng 5-60 năm. Cao là 2,5 m ngang, giờ em cắt gọn lại còn 2 m nha. Mọi người nhìn thấy cái dàn trà của nó không? Rất là dày luôn, những cái cây mai tứ quý trà mà dày gì, cốt cành đóng gì, cái độ tuổi nó rất là cao. Cây là cây số 1 của ngày hôm nay. Em xin mạn phép giao lưu giá bà con cô bác là 52 triệu, em bao ship toàn quốc Việt Nam nha. Số điện thoại em 0912256200. Rất mong được sự ủng hộ của cả nhà. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được bà con cô bác đón nhận cái clip của em ngày hôm nay. Giờ em lên cây số 2. Dạ rồi, cặp này là cặp số 2 của ngày hôm nay nha mọi người. Một cây mai dáng lông mà dáng nhìn nó rất là tê nha mọi người. Cành của nó rất là bự. Còn cây bên này là cây bé mà cây sù. Cây bé là cây sù, em để quay cho mọi người xem nè. Đó, thấy không? Ngày hôm nay trời thời tiết quá nóng anh em ơi. Đó, một cây lớn và một cây nhỏ nha mọi người. Một cây lớn và một cây nhỏ. Cây nào cũng rất là hay. Giờ em sẽ đo thông số, em sẽ báo giá cho mọi người từng cây nha. Rồi, cây này hoành. Nắng quá mà không có tâm trí để nói chuyện luôn. Hoành chỗ này là 33 nha mọi người. Cái cũ của nó, cũ chỗ này của nó được 48. Chiều cao hiện tại bây giờ của nó là 1,3 m. Cái đường kính bầu hiện tại giờ của nó là 48 nha mọi người, 48. Cái này nhìn ở ngoài rất là đẹp. Cây số cặp số 2 của ngày hôm nay. Dáng lắc. Những mặt hàng này em không bao bông nha mọi người, em không bao bông. Đó, tiếc là cái cây mai này mọi người biết sao không, những cái cành này nè, họ đang nuôi, bởi vì em vô cái nước dây. Đó, về nhà mọi người cứ nuôi thả ra để cho nó mau bự nha mọi người. Rồi xong một cây mai, rồi qua cây này. Cây này là cây bé mà nó sù nha mọi người. Một cây dáng cũng trực lắc luôn mà nó sù. Đó, quá trời nắng, nóng, mệt. Quanh, còn em đo ở đây. Em đo ở đây là được 29 nha. Còn em đo ngay trên cái cũ của nó ở đây. Cái này gọi là cũ thôi, không được gọi là hoành nha mọi người. Cũ là 52. Chiều cao hiện tại bây giờ của nó là được 93. Đường kính bầu cây mai này chỉ có 40 thôi, cây này vô chậu 40 nha mọi người. Vẫn là những cái cây mai trực lắc, cúc cành đóng rất là lực luôn nè. Đó, rất là lực. Cái cặp này em sẽ bán theo cặp nha mọi người, theo cặp. Thì quay gần lại đây cho mọi người coi sù nè bạn ơi. Đó, nó đang lên sù nha mọi người, nó đang lên sù. Em bán thì chỉ có vài triệu thôi. Nhưng mà cặp này em kêu giá, em báo giá luôn. Cặp này em xin mạn phép giao lưu giá bà con cô bác là 12 triệu. Em bao ship toàn quốc Việt Nam. Đó, chẳng hạn như mỗi cây mai thì em không có bán lẻ được nha mọi người. Tại có cây lớn và cây nhỏ. Quá trời nắng nè, cốt cành thì mọi người nhìn thấy nó có một cái chi tử luôn, cốt cành đóng nè, theo nhịp hết nè, đầy đủ nha. Đôi khi mà mọi người lên clip mọi người cứ nghĩ nó đóng thưa cành, nhưng thật sự nhìn ở ngoài nó đóng đủ cành nha, nó đóng đủ cành hết, cả cây này cũng vậy luôn. Đó, ngày hôm nay thì em lên được một cây mai tứ quý xa ra đây tổng thể luôn, nó xéo xéo vậy nè. Ngày hôm nay em lên được một cây mai tứ quý và cặp dáng lông này. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được bà con cô bác ủng hộ em nhiệt tình. Số điện thoại em 0912256200.
Nếu mọi người có clip anh em thấy hay, mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho em nha. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người trong clip ngày mời.